máy dán cạnh thế hệ mới của Samdi tại Việt Nam này, máy dán cạnh tấm nhôm kết hợp với gỗ dán liên tục. Đây là dòng máy dán cạnh tự động toàn phần có bo góc, máy thực hiện quá trình bo góc rất là hoàn hảo trên tấm nhôm tổ ong, quay rất là rõ cho anh em nhìn thấy, quá hiệu quả. Đó. Rồi xem cái góc nào. Đây. Trời ơi quá đẹp. Thôi. Thế này là ok rồi đấy. Chuẩn bị dán sang gỗ. Bắt đầu thực hiện quá trình dán gỗ. Cũng trên chiếc máy này. Model máy là SV558 PUR gạch 2, sử dụng keo PUA hai cổng keo, keo hai màu luôn. Đó. Bo sửa góc, bo góc treo thế hệ mới rất là linh hoạt và chính xác, ngọt ngào. Rồi nạo tinh, nạo khoảng 2 đánh bóng. Đây, đây xem sản phẩm. Đấy, sổ. Đấy, nhìn kỹ bo góc nhé. Ok.